Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Hôm nay mình sẽ đi dự sinh nhật của Thùy Phương ở quán Thảo Nguyên 2 nhé. Mọi người cùng review cũng như đón xem video clip của mình nhé cả nhà. Nếu thấy hay cho mình một like như mà đăng ký kênh. Đi chỗ đẹp này, ông bảo để mặc quần áo đẹp. Má mặc quần đùi, đi dép tổ ong nữa, chết rồi. Đây. Ngồi trong hay ngồi ngoài? To nha. Thấy nhiều xe nhiều mà chẳng thấy người đâu nè. À chắc ở bên trong. Trời à. Thôi đứng ngồi với anh. Ngồi với anh tí á. Này, hôm nay cả gia đình đi ăn sinh nhật nút nha. Ui giời. Thảo Nguyên quán. Khu vực hải sản. Con gì? Con gì? Đây nè, con này nè. Con gì? Đó, mình quay hải sản tươi sống cho mọi người coi nha. Ôi giời, đủ loại. Nào, con gì? Cá tầm ba ba. Con này mà có chữ là bán là bị đắt rồi. Ừ. Mú. Con cái gì mà đang rất căng cái hiện đang mua ăn hải sản tươi sống à, cua nghe. Con cá mặt quỷ. Cá đấy chắc cá mặt quỷ á. Ôi, rất là nhiều hải sản tươi sống ở Thảo Nguyên quán nha mọi người. Con này là con đắt nhất rồi đây là.
Rồi, giá cả đây nha mọi người. Đấy, bảng giá. Nó nói là con gì đó, Bo? Rất nhiều hải sản tươi sống. Bo ơi, Bo ăn con gì? Cá. Cá hả? Ờ, ăn con gì? Con gì đó, con nào đó, con gì? Rồi. Rất nhiều hải sản tươi sống ở thẳng bên quán nha bà con. Thôi đừng cắt chừng nữa, có ngon đâu mà. Cắt chừng nó muốn ăn dở chi. Thôi đừng cắt chừng. Cá bún mú hay gì cho tụi nó dễ ăn hơn á. Ăn nhiều quá hả? Cậu cá bún mú hay à? Cá mau ếch kìa. Mau ếch đi hả? Dầu mau, cá mau ếch đi. Dầu cá mau ếch hả? Anh ăn cơm gì ạ? Cá mau ếch nó béo ngon hơn. Chứ ăn cá trình hôm bữa ăn có giá gì đâu. Đấy, mau ếch không đâu. Đây ăn là có gì, là có nào? Mau ếch. Mau ếch hả? Mau ếch bao nhiêu ký em? Dạ, mau ếch 60 ký. Cá trình. Cá mau ếch ngon hơn. Hai cái hậu hả? Anh kêu hậu chưa? Hậu không? Ký 4 con, 5 con hả? Để một cái hậu hậu 3 con thôi. À, về một hậu đấy, bắt 3 con thôi. 3 con mau ếch đi. Như hai loại hậu á hả? Đừng mà mấy cá này to lắm. Mày cá bún mú. Cá bún mú này nếu mà bắt một con á là mình làm một cái lẩu với một cái gì? Thường bún mú là có làm gì ta? Pie đây là tạc. Thì cái đầu mấy cái đuôi nấu lẩu, còn cái kia là bộ tạc. Đó. Ờ, bắt một con cá mú. Có kêu mấy món ăn cơm thế chưa? Anh mới kêu là ba cơm ba mì rồi một miếng sầu riêng với như tím hấp xả. Rồi mấy hai cái đậu này. Ừ. Cá mú đậu thì em lấy cái đuôi mấy cái đầu. Ha. À. Rồi cái người em bồ tạc nha. Ui. Đấy, cá mú nha bà con. Rồi. Đó mọi người là hải sản tươi sống ghé thẳng về quán nha. Cứ coi đi, chờ người ta đang coi menu của quán Thảo Nguyên. Đây đây đây, để anh coi. À, Thảo Nguyên quán ở đường 80 Tân Ngọc, Phú Mỹ,
xã Phú Mỹ và Vũng Tàu nha bà con. Đấy, hôm nay là review xem chị nữa coi kết luận có ngon hay dở để giới thiệu cả nhà nhé. Đây chỉ có hải sản thôi. Ôi à, đông đủ. Đây là sinh nhật đây nhân vật chính nhá. Nhân vật chính á, có phát biểu gì không? Biểu sinh nhật thì hôm nay sinh nhật con. Đây, đây là gia đình đi ăn sinh nhật của đúng tên gì nhỉ? Thảo Phương hả? À, Thùy Phương, sinh nhật của Thùy Phương. Cứ gọi là nún thôi nào. Đấy. Bắt đầu cuộc chiến. Đấy, mọi người bắt đầu vô bàn ăn rồi nha. Chà chà, quá đồng, quá hoàn tráng mọi người. Rất là nhiều món ngon ở Hải Thảo Nguyên Quán nha. Ôi trời ơi, nhật. Rồi. Đây. Món này hơi hấp dẫn nha mọi người. Hơi nhiều. À, cá bún bú. Ăn nó cũng đẹp bạc nhá. Đây này ăn nhiều món hải sản hấp dẫn này. Hôm qua mới về chỗ mới lên. Hôm nay nhậu mai nhậu nhà bà mơ nữa. Thư rồi, không cho chị Thư ly bia. Đúng rồi, sinh nhật phải vô mặt chứ. 1, 2, 3, vô. Tên bia em ơi. Ba cái bà tuồng làm con bà tuồng ngon mà. Đó đó ăn hải sản. Đây cá bỏ rát nướng nha bà con.
Ôi, bên kia Chiến cũng gần hết món rồi đó. Mặt dữ á. Dài, nó dài dài, nó không mở đâu. Dài à? Nhưng mà thịt ngọt không? Ai xin được? Ai xin được mình chưa ăn á? Nó hôm nay nếu mà nói là cá bò giáp thì hôm nay mới ăn được. Tên nghe cái tên cá thì nó lạ. Diễn túi. Xong rồi hồi chiến đấu rồi đã tàn rồi. Ủa xong gì hết nè. Đi chơi hết nè. Hai anh em làm đi. Làm hết trong đi. À. Bỏ cái này xe lên xe, chỉ có cái nào mà ăn nè. Dạ, bỏ với dâu à. Sinh nhật còn uống, mấy anh hơi bị... Đề rồi, phê rồi. Ngoan, chịu nhưng nó. Hết chung rồi, hết chung chưa? Hết lạnh chưa? Hết lạnh rồi. Hết lạnh rồi, về nóng rồi. Cứ lao động đi, điều hòa đi là hết lạnh à. Kết thúc tiệc. Giờ đi tăng 2 nha cả nhà. Đấy, tăng 2 lần này nhưng mà điểm tạo đâu. Chúng ta ra về thôi cả nhà ơi. Đây, trên xe rồi. Đúng là tháng 2 sinh nhật của nún ghế quán chè Bát Năm. Thưởng thức chè, cà phê, trà sữa. Đủ loại cho mọi người. Rất là ra lồng, rất là lồng nha. Nó hút cô, nó làm một miệng ăn không ngon như thế này. Đá. Ôi mày nó mày tối nay mày chạy không kịp. Gia đình ăn xong rồi đi ăn chè nha. Ở đây mọi người biết ở đây à, ở đâu không? Không biết chỗ nào luôn. Đâu? Bà Địa đó, Bà Địa Vũng Tàu. Tóc Tiên, Bà Địa Vũng Tàu à? Ừ, tụi Bà Địa Vũng Tàu à. Thôi thì xã hết dịch. Thì xã hết dịch. Ờ, thì xã hết dịch. Quán có... Lên thì xã hết dịch. 5 coffee và chi... Và trà. Chi đây. Đấy. Đấy. Ăn dịch. Quên. Mọi người ghé đây ăn chè rồi về nhé mọi người. Nếu thấy video hay hãy đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Bóng Cảng với tôi nha. Đây giới thiệu mọi người cô chủ quán xinh đẹp. Ai vậy? Đâu có ai đâu. Đang quay YouTube mà. Review. Đấy mọi người ai ăn chè ghé đây ủng hộ bà chị tôi nhá. Ở đây thuộc thì xã xã Phú Mỹ tỉnh huyện gì thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ôi trời, mọi người gần đây ghé uống cà phê ăn chè nhá. Đấy, có cô bà chủ xinh đẹp nữa, ok luôn. Hơi già thôi.